quốc Việt Nam, kính thưa các đại biểu, kính thưa đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế đang hướng về lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng, năm xưa tụ hội về đây kỷ niệm một trang sử hào hùng của dân tộc, đời mình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay, tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy nam châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, hăng hái thi đua lao động sản xuất đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Hải quân nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài.
qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam được phát triển phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến thắng chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nổi bật quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên lục địa, xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ quyền biển, quyết chiến quyết thắng, được đảng nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thank you.
nâng cao trình độ tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đăng ký vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc nhiệm quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện, rèn luyện đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Phát huy những chiến công vẻ vang của tình báo quốc phòng Việt Nam, chiến sĩ đặc nhiệm luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối chức lành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chào mừng khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết tự lực tự cường, nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến trong nước của đội thương binh vận chuyển lương thực thực phẩm vũ khí làm đường giao thông, cùng với quân cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong chiến dịch điện biên phủ, góp phần làm nên chiến tích giữ trận đất Điện Biên toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến lưu trường kỳ gian khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của nhân dân, vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Lao động, huân chương Quân công. Chào mừng tối cao sĩ quan cảnh sát cơ động, do đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân cứu nước, do mẫu quân đội quyết liệt, cảnh sát bảo vệ nay là cảnh sát cơ động đã trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung có tính cơ động rất cao. Cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng của đất nước. Quyết đáng là quả đặc biệt của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Nhiệt liệt chào mừng có nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm vượt qua một khó khăn gian khổ, các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn cố gắng rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì nền an ninh trật tự của tổ quốc. Các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã tham gia nhiều chiến án đấu tranh tấn công tội phạm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xứng danh là những con học hết kiên cường mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân. Phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện và làm xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm ngay từ khỏi đài là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để đấu tranh ngăn chặn, chống áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, khống tập, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Cảnh sát đặc nhiệm luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công, chống áp các loại tội phạm, lập nên thành tích chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được xây dựng tinh gọn mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đang tiến vào lễ đài là có cảnh sát cơ động kỵ binh, mặc dù mới được thành lập, song cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu rèn luyện và mau chóng trưởng thành. Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện quan trọng quốc tế. Sự xuất hiện của cảnh sát cơ động kỵ binh đã mang đến cảm giác thân thiện, thanh bình, để tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng công an nhân dân trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
yêu nước Việt Nam. Trong sự trường dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ non sông ấm vóc của tổ quốc, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Chính năm tháng chín chống thực dân Pháp đã có hàng vạn phụ nữ hăng hái tham gia tân binh, thanh niên sung phong dân quân hòa tuyến, góp phần để có cuộc Điện Biên nhân văn huyết đỏ nên thiên sự hào. Phát huy truyền thống phụ nữ cách mạng của các thế hệ đi trước, phụ nữ Việt Nam ngày nay không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, tiếp tục đóng góp quan trọng trong các cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Điện biên chào mừng khối các dân tộc Tây Bắc. Tây Bắc là khu vực rộng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tây Bắc là địa bàn cư trú của 34 dân tộc anh em. Từ bao đời nay, nhân dân các dân tộc Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những dịp kỷ niệm cũ, Tây Bắc là một khu vực đất căn cứ một lần được biết quân và dân các dân tộc Tây Bắc đã có những đóng góp to lớn về sức người sức của cùng với quân và dân cả nước giành chiến thắng lịch sử từ ngày 7 tháng 5 năm 1954 kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày nay đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tiếp tục nâng cao truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng an ninh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu quốc tế, kính thưa toàn thể nhân dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế, ôm lòng quá khứ hào hùng để chúng ta đi tới tương lai tươi đẹp. Nhìn là thành đường chiến đấu và chiến thắng vang dội của cách mạng Việt Nam nói chung, chiến thắng lịch sử của quân đội nói riêng, chúng ta vô cùng xúc động, tự hào tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thành kính biết ơn hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hàng triệu người đã hy sinh một phần máu thịt, dâng hiến tuổi xuân cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam có ngày hôm nay. Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng sắt đá khẳng định sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với cách mạng nước ta, là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, khẳng định chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi. Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến hy sinh cho cách mạng Việt Nam của các thế hệ đi trước là hành trang niềm tự hào, là động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay tin tưởng vào mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tự tin, tự hào về tổ quốc Việt Nam tươi đẹp để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hãy thắp sáng lên giữa đất trời Điện Biên sáng nhìn đất nước, mang biểu tượng dòng thiên phương người trỗi dậy bay lên, hướng tới tương lai tươi sáng và bầu trời rộng mở, để mỗi người dân Việt Nam tự tin, tự hào về đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đang sánh vai cùng các vương quốc Nam Châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng bao đời của toàn dân tộc ta. Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ bất diệt, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Thank you.
có nghĩa là sau khi đang tiến
hướng khát vọng phát triển, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để đất nước ta, dân tộc ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đúng như kinh nghiệm của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước ta đang hoàng hơn, to đẹp hơn. Đàn tiếng phải đài là hội tổ chức dân Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trên cuộc tiền kinh đấu tranh cách mạng. Tổ chức dân Việt Nam đã có những năm tháng chiến đấu oanh liệt, lập nên vị trí trong hiện nay, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, tổ chức dân Việt Nam tiếp tục thêm sức lực, trí tuệ tham gia xây dựng đảng, chính quyền, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, đưa dạy các cháu thành đạt, lòng tin giúp đỡ đồng đội và lực lượng nhiệt tình chống phản của đảng, nhà nước và nhân dân, xứng đáng với khoán chủ bàn, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tham gia mở đường, vận tải vũ khí, khí tài, lương thực,